các chị. Hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn các chị một chiếc xe Honda SH đời 2012, xe đời coi như là khá là cao, xe Honda SH viên chủ ý đời cuối 2012, đời khá là cao các bạn. Xe em nó có màu đỏ đô rất là đẹp, liền lạc sạch sẽ, đẹp từ trên xuống dưới luôn. Thank you.